Làm cách nào sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube? 1. Xác định đối tượng khán giả mục tiêu. Để tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút nhiều khán giả, bạn cần xác định rõ đối tượng khán giả mà bạn muốn hướng đến. Quyết định xem tạo nội dung cho đối tượng trẻ tuổi, người già, người yêu thích thể thao hay âm nhạc. 2. Nắm bắt xu hướng. Theo dõi xu hướng của nền tảng YouTube và mạng xã hội để tạo ra nội dung phù hợp với sở thích và nhu cầu của khán giả. Hãy sáng tạo và độc đáo trong cách thực hiện nội dung để thu hút sự chú ý của khán giả. 3. Sử dụng công cụ hỗ trợ. Sử dụng các công cụ hỗ trợ như Google Trends, Facebook Insights để tìm hiểu về xu hướng và sở thích của khán giả, từ đó có thể tạo ra nội dung phù hợp. 4. Tạo nội dung chất lượng. Hãy chọn lọc nội dung chất lượng và hấp dẫn, đồng thời đảm bảo rằng nội dung của bạn mang lại giá trị cho khán giả. Sử dụng kỹ thuật quay phim và biên tập để làm cho video của bạn trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn. 5. Tương tác với khán giả. Hãy tương tác tích cực với khán giả bằng cách trả lời bình luận, thăm dò ý kiến và tổ chức các cuộc thi, sự kiện để tạo sự gắn kết với đối tượng khán giả của bạn. 6. Quảng cáo và tiếp thị. Sử dụng các kênh quảng cáo và tiếp thị để nội dung của bạn cho nhiều người hơn, để tăng cơ hội tiếp cận với khán giả mới. 7. Nhớ rằng, việc tạo ra nội dung sáng tạo và thu hút khán giả không phải là điều dễ dàng, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực, bạn sẽ đạt được thành công.